Sau chiến thắng ở trận đấu mở màn, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có một ngày chuẩn bị trước khi bước vào cuộc so tài với U23 Philippines vào 19 giờ tối ngày hôm nay. Một chiến thắng trước U23 Philippines không chỉ giúp cho U23 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng A SEA Games 31 mà còn chạm tay vào tấm vé góp mặt ở bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng sắp tới. Trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp U23 Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành nhiều thời gian để động viên tinh thần và thúc giục các học trò dành sự tập trung cao độ cho những trận đấu tiếp theo. Ở buổi tập này, nhóm đá chính trong trận gặp U23 Indonesia được bố trí tập riêng, thả lỏng chỉ trong vòng 20 phút. Theo ban huấn luyện, thể lực của Văn Tùng được đảm bảo và có thể ra sân trận tới. Trong khi đó, chấn thương của Lý Công Hoàng Anh được chẩn đoán không quá nghiêm trọng. Dù thời tiết khá oi bức, nhưng toàn đội vẫn cho thấy sự nỗ lực và hứng khởi, qua đó hoàn thành tốt giáo án mà ban huấn luyện đề ra.